Lão Pháp Sư Tịnh Không giải đáp thắc mắc về công việc, hôn nhân, gia đình và cuộc sống. Phần 1. Hỏi: trong Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm ba bậc vãng sanh có câu: lâm chung mơ thấy Đức Phật A Di Đà. Xin hỏi ý nghĩa của cảnh giới này là gì? Nếu đang nằm mộng thấy Đức Phật A Di Đà mà lại không may bị người thân gọi dậy thì có đánh mất cơ hội vãng sanh không? Đáp: tôi nghĩ chắc chắn sẽ có người nhìn thấy Đức Phật A-di-đà, nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ-Tát trong giấc mơ. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng chắc chắn sẽ có. Trong mơ, được gặp Đức Phật A-di-đà, chưa chắc là sẽ vãng sanh. Mơ thấy Đức Phật A-di-đà là quý vị liền đi theo Ngài hay sao? Cho nên, cảnh mộng dù sao cũng chỉ là mộng cảnh. Tại sao lại có cảnh mộng như vậy? Ở đây có hai nguyên nhân. Thứ nhất là cảm ứng. Có lẽ vào lúc vừa mới học Phật, trong đời quá khứ có duyên với Phật, đời này vừa mới tiếp xúc. Vừa mới tiếp xúc thì thường có rất nhiều cảm ứng bất khả tư nghị. Đó là để tăng trưởng tính tâm của quý vị. Mục đích là như vậy, chưa chắc sẽ được vãng sanh, chỉ làm tăng thêm tính tâm của quý vị mà thôi. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác là quý vị thường đọc kinh, niệm Phật, niệm rất chuyên tâm. Người xưa có câu: ngày nhớ, đêm mơ. Quý vị thường nghĩ về thế giới cực lạc, cho nên sẽ có cảm ứng, đó đều là việc tốt cả. Có cảnh giới như vậy, quý vị tự mình biết là được rồi, đừng nói với người khác, không được khoe khoang. Mấy người xem, tôi mơ thấy rồi, gặp được Đức Phật rồi, mấy người đều chưa gặp được, công phu của mấy người không bằng tôi. Thế này là sai hoàn toàn. Cảnh giới này chắc chắn là cảnh giới của ma, không phải cảnh giới của Phật. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn đã nói rất rõ ràng: gặp được Phật rốt cuộc là Phật hay ma? Bên ngoài không phải Phật, cũng không phải ma. Phật và ma ở đâu? Ở trong tâm mình. Tâm mình thanh tịnh, đúng pháp thì những gì mình gặp sẽ là Phật. Tâm mình không thanh tịnh, khiến mình sanh tâm cống cao, ngã mạn, thì đó là ma, chắc chắn không phải Phật. Phải hiểu điều này. Cho nên, bên ngoài không có Phật, cũng chẳng có ma. Phải xem quý vị khởi tâm gì. Đức Phật nói với chúng ta, gặp phải cảnh giới này, gặp cũng như không gặp, đừng để tâm đến nó. Trong Kinh Kim Cang có nói: phàm tất cả tướng đều là hư vọng, tất thảy đều là cảnh giới tốt. Quý vị nhìn thấy Phật là cảnh giới tốt, quý vị nhìn thấy ma cũng là cảnh giới tốt. Tại sao? Tâm quý vị bất động, không phân biệt, chấp trước, không cởi vọng niệm, đều là cảnh giới tốt. Hỏi: đứng trước tình hình hỗn loạn trong xã hội hiện nay, có một vài bạn trẻ có học vấn cao, đã phát tâm làm công tác hoằng pháp lợi sinh, nhưng có người lại khuyên là nên đi làm kiếm tiền, phụng dưỡng báo ân cha mẹ trước. Xin hỏi phải nên lựa chọn như thế nào? Đáp: phụng dưỡng cha mẹ
là việc quan trọng nhất trong đời người. Cho dù quý vị phát tâm làm công tác hoằng pháp lợi sinh thì vẫn phải chăm sóc cho cuộc sống của cha mẹ mình. Nếu như gia đình dư giả, quý vị làm công việc này không cần kiếm tiền nuôi gia đình thì được. Nếu như cha mẹ phải sống dựa vào quý vị thì quý vị phải lo cho cha mẹ. Nếu không lo được cho cha mẹ thì đó là một lỗi lầm. Không thể không biết điều này. Hỏi: hiện nay nền kinh tế toàn cầu phát triển không tốt, cuộc sống của con người càng ngày càng khổ sở, làm sao để giúp họ sớm thoát khỏi cảnh khổ, không vì vấn đề kinh tế mà đi dẫn đến những vấn đề xã hội khác như ly hôn? Đáp: vấn đề này trên thế giới hiện nay thì nơi nào cũng có. Thực sự là như quý vị nói, cuộc sống ngày càng khó khăn. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là tất cả chúng sanh tạo tác nghiệp ác, không biết quay đầu. Nếu như biết quay đầu thì tốt rồi. Càng ngày càng khó khăn thì con người càng dễ dàng tạo tác nghiệp ác. Cho nên bên trong có tập khí xấu ác, chủng tử xấu ác, bên ngoài có ác duyên chiêu cảm. Đó là Phật Pháp đã nói rõ cho chúng ta biết. Tại sao thế giới lại hỗn loạn như vậy? Quý vị phải tư duy kỹ càng. Nguyên nhân của nó là do thế hệ chúng ta đã không xem trọng giáo dục của thánh hiền, cho nên từ nhỏ đã dạy con trẻ cạnh tranh. Cạnh tranh tăng thêm một bậc là đấu tranh. Xã hội này làm sao thái bình được? Ý niệm cạnh tranh này chắc chắn là ích kỷ tự lợi, chắc chắn sẽ lợi mình hại người. Mỗi người đều có suy nghĩ lợi mình hại người, không biết rằng lợi mình hại người là tội lỗi, là sai lầm. Xã hội này, thế giới này sẽ không cứu vãn được nữa. Rất nhiều tôn giáo trên thế giới này đều nói về ngày tận thế. Dấu hiệu đầu tiên của ngày tận thế, chúng ta nói về dấu hiệu: con người không còn ý niệm thiện lành, ngập tràn tham sân si mạng. Đó là dấu hiệu của ngày tận thế. Làm sao để giúp mọi người tỉnh ngộ, buông bỏ tham dục, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, không những chính mình được độ mà thế giới này cũng được cứu vãn? Cho nên chúng ta phải bắt đầu làm từ chính bản thân mình. Hôm nay chúng ta học Đệ Tử Quy, làm theo Đệ Tử Quy, làm theo thập thiện nghiệp đạo, chính là tự độ độ tha, tự lợi lợi tha. Cuộc sống kinh tế chắc chắn phải biết rằng điều này là nghiệp nhân quả báo. Trong kinh Phật đã từng có người tịnh giáo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: tại sao con người lại đến thế gian này? Sống trên thế gian này có ý nghĩa gì? Đức Phật đã trả lời một câu: nhân sanh thụ nghiệp. Nghĩa là con người đến để trả nghiệp báo. Tại sao quý vị lại đến thế gian này? Tại sao trên thế gian này có người hưởng phước, có người chịu khổ? Đó là do nghiệp lực dẫn dắt. Nghiệp lực chính là những gì đã tạo tác trong đời quá khứ. Có dẫn nghiệp, có mãn nghiệp. Dẫn là dẫn dắt quý vị đến đầu thai ở cõi này. Đời này mọi người chúng ta đều mang thân người, dẫn nghiệp như nhau, đều là dẫn dắt đến cõi này. Tình hình cuộc sống của mỗi người không giống nhau, đó là do mãn nghiệp khác nhau. Mãn trong viên mãn,
mãn nghiệp không giống nhau. Mãn nghiệp tức là nghiệp thiện ác. Trong đời quá khứ, quý vị đã tạo những thiện nhân, thì đời này quý vị đến để hưởng phước. Thù là thù lao. Quý vị tu phước thì chắc chắn sẽ được phước báo, hưởng phước. Đời quá khứ, quý vị tu nghiệp bất thiện, thì đời này quý vị chắc chắn sẽ chịu khổ. Cho nên, các hung họa phước đều do chính mình tạo ra. Thật sự là tự làm tự chịu, nhất định không thể nào oán trách người khác. Oán trách người khác thì tội lỗi của chúng ta sẽ rất nặng. Những điều này ngay cả người nước ngoài bây giờ họ cũng hiểu được, cũng nói rằng bất kỳ người nào trên thế giới này, cảnh ngộ cuộc đời của họ chắc chắn không có gì là ngẫu nhiên. Tức là không phải do nghiệp nhân của đời quá khứ mà xảy ra ngẫu nhiên, không có điều này. Nói cách khác, cũng giống như người xưa thường nói, miếng cơm, ngụm nước đều đã định sẵn. Liên quan đến những nghiệp nhân đã tạo ra trong đời quá khứ, những gì chúng ta tạo ra trong đời này sẽ liên quan mật thiết đến đời tương lai. Hiểu được đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật này, khởi tâm, động niệm, ngôn ngữ, tạo tác, nhất định phải tận trọng, không thể tạo ác nghiệp. Còn về vấn đề kinh tế, Đức Phật nói rất đúng. Đây là thứ mà người thế gian mong cầu. Cầu tài sản, cầu thông minh trí huệ, cầu sức khỏe trường thọ. Đức Phật nói, ba thứ này là quả báo. Quả có nhân, quý vị tu nhân thì mới có được quả. Tài sản của quý vị từ đâu mà có? Tài sản là do trong đời quá khứ quý vị thích bố thí tài vật, đời này mới có được tài sản. Quý vị thích bố thí pháp thì sẽ được thông minh trí huệ. Quý vị thích bố thí vô úy thì sẽ được khỏe mạnh sống lâu. Vô úy là giúp người khác tránh xa sự sợ hãi, có được bình yên, đó gọi là vô úy. Cho nên trong sự bố thí vô úy thì thiết thực nhất chính là không ăn thịt chúng sanh. Chúng ta bố thí vô úy cho tất cả chúng sanh, không khiến cho chúng phải thấy sợ hãi vì chúng ta nữa. Đó chính là bố thí vô úy. Bố thí, bất luận là bố thí tài vật, bố thí pháp, hoan hỷ mà bố thí, thì sau này quả báo có được sẽ rất dễ dàng phát tài. Nếu như bố thí một cách miễn cưỡng, bố thí xong thì lại hối hận, thì tương lai quý vị phải rất vất vả mới có được tài sản. Tiền tài đều sẽ kiếm được, sẽ có được, nhưng phải rất vất vả. Cũng tức là khi quý vị bố thí rất vất vả thì sau này có được cũng rất vất vả. Khi quý vị bố thí rất dễ dàng thì sau này có được cũng rất dễ dàng. Đạo lý là như vậy. Trong kinh, Đức Phật cũng đã nói rất rõ ràng. Chúng ta hiểu rõ rồi, thực sự y giáo phụng hành, không những đời sau có quả báo tốt đẹp, mà trong đời này còn có thể thay đổi cuộc sống vật chất và tinh thần của chúng ta. Trong đời này sẽ có thể thay đổi được. Đức Phật nói những gì quý vị nhận được ngay trong đời này là hoa báo. Những gì nhận được trong đời sau thì là quả báo. Hoa báo tốt, quả báo chắc chắn sẽ tốt, chắc chắn sẽ thụ thắng. Phải hiểu rõ đạo lý này. Hỏi: trong cuộc sống hàng ngày gặp phải những chuyện khó xử, xin hỏi
cầu Phật Bồ Tát phù hộ thì có đúng với pháp không? Đáp: đúng với pháp. Có thể cầu tam bảo gia trì, cầu bằng tâm chân thành cung kính của mình. Trên thực tế, tâm chân thành cung kính sẽ có thể hóa giải tai ương, có thể hóa giải những vấn đề khó khăn. Việc này không phải mê tín. Hỏi: khi đi mua sắm thì các trung tâm thương mại thường phát cho một tấm phiếu để bốc thăm trúng thưởng. Giải thưởng cao nhất là 200 vạn tệ. Có người rất ít khi để ý đến việc này, thường vứt những tấm phiếu đó đi. Nếu như tấm phiếu bị vứt đi đó vừa hay lại trúng 200 vạn tệ, thì xin hỏi là phước báo đó đã mất đi hay vẫn còn? Đáp: vận mạng của họ có 200 vạn tệ thì họ vứt kiểu gì cũng không vứt được. Vận mạng họ không có 200 vạn tệ thì vứt đi lại là chuyện tốt, tránh phiền phức. Bởi vì có được số tiền đó, có thể họ sẽ tạo rất nhiều tội lỗi, dẫn đến tai họa. Nếu như có thể vứt những thứ đó đi, thì tâm tham lam tiền bạc sẽ bớt nặng nề. Đó lại là việc tốt. Vì vậy, nếu số mình thực sự có thì vứt không được. Tiền tài mặc dù bây giờ chưa có, nhưng sau này sẽ có. Thực ra mà nói, người ta phát tài lúc càng lớn tuổi thì càng tốt. Còn trẻ mà phát tài thì chắc chắn không phải phước báo. Về già phát tài mới là phước báo. Hỏi: nếu như đạo sĩ Mao Sơn làm bùa chú trong nhà mình, khiến cho ma quỷ ám vào người hấp thu tinh khí, phá hoại thân thể, tục chú dược sư có thể giải trừ bùa chú được không? Còn phương pháp nào khác để giải trừ hay không? Đáp: quý vị gặp phải bất kỳ khó khăn gì, tất cả mọi phương pháp đều không hiệu quả, kinh chú cũng không tác dụng gì, thì một câu A-di-đà Phật chắc chắn sẽ có tác dụng. Đây là lời Pháp Sư Quán Đảnh đã nói. Cho nên nhất định phải tin tưởng. Trong kinh thường nói, tất cả pháp do tâm tưởng sanh. Quý vị nghĩ nó có hiệu quả thì sẽ có hiệu quả. Quý vị nghĩ nó vô ích thì niệm Phật cũng vô ích. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn đã tán thán Đức Phật A-di-đà rằng: Quan Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương, nghĩa là quang minh tôn quý nhất, là vua trong các vị Phật. Đây cũng chính là lời tán thán của tất cả chư Phật Như Lai dành cho Đức Phật A-di-đà. Chúng ta phải có tín tâm. Hỏi: nếu như người bị ma ám không thích có người đến nhà mình, họ sẽ đánh đập, la mắng, phải nên làm thế nào? Có phải người tu hành có công phu tốt và các vị xuất gia mới có thể hóa giải được không? Người không có công phu tu hành thì có đến đó được không? Đáp: người không có công phu tu hành cũng đến đó được. Điều quan trọng nhất là phải có thành ý, thành ác linh. Điều đó nói rõ ràng lợi hại tốt xấu cho họ, nói rõ ràng oán oán tương báo thì hai bên đều đau khổ. Hơn nữa, sự đau khổ này không phải chỉ một đời mà sẽ tiếp tục kéo dài đến đời sau. Chỉ cần nói rõ ràng lý này, hiểu rõ rồi, thông thường họ đều sẽ nghe theo. Nếu họ không nghe theo là do chúng ta chưa đủ thành ý. Tất cả đều phải xét lại chính mình. Nhất định họ sẽ chấp nhận, sẽ hóa giải được. Hỏi: cha của đệ tử thích nuôi bồ câu, tức bồ câu đưa thư,
Sau khi đệ tử học Phật thì cảm thấy nuôi bồ câu không tốt lắm. Xin hỏi phải nên dùng cách gì để cha con không nuôi bồ câu nữa? Đáp: quý vị tu hành nghiêm túc, dựa vào lòng từ bi và tính tâm của quý vị, tự nhiên sẽ cảm động được cha quý vị. Bắt đầu học từ việc yêu thương loài vật, chắc chắn sẽ không làm hại đến chúng, hơn nữa còn cứu giúp chúng. Nghiêm túc làm cho cha mình xem, rồi cầu Phật Bồ Tát gia trì. Ngoài ra, ba đạo Nho, Thích, Đạo có rất nhiều sách khuyên hướng thiện và nhân quả, có thể cho cha đọc. Thường kể cho ông nghe, ông là trưởng bối, quý vị không tiện nói thẳng. Nếu như có bạn đến chơi thì có thể nói cho bạn nghe, ông ở bên cạnh cũng sẽ nghe theo, dần dần sẽ bị cảm động, tỉnh ngộ. Đây là phương tiện thiện xảo vậy. Hỏi: nghe lời giáo huấn của lão pháp sư, cho nên con đã tùy duyên bố thí, nhưng có lúc cũng sanh phiền não. Ví dụ như cho người ta tiền chữa bệnh, nhưng họ không dùng để chữa bệnh. Giúp người ta tu hành, nhưng lại không gặp được bậc chân tu, có lúc cũng bị lừa. Con đều coi như mình đang trả nợ. Con cảm thấy mình không có trí huệ, chủ yếu làm những việc như in kinh, làm đĩa, làm tượng Phật, phóng sanh, có được không ạ? Đáp: không có trí huệ thì phải học cho có trí huệ. Chịu thiệt thòi, bị lừa là nộp học phí. Thiệt thòi một lần là mình học được không ít điều. Bị người ta lừa thì mình sẽ biết trên đời này có những cách thức, thủ đoạn lừa bịp như thế nào. Biết rồi thì sẽ có trí huệ. Vì thế, nộp học phí thì cũng đáng giá, đừng để tâm đến nữa. Tóm lại, giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt, điều này là quan trọng. Hỏi: có một người luyện khí công bị ma nhập, mắng chửi người khác. Người đến trợ giúp, sau khi nhìn thấy thì không dám đến gần. Xin hỏi hiện tượng này là oan thân trái chủ đến đòi nợ hay là nghiệp chướng hiện tiền? Làm sao để hóa giải? Đáp: hiện tượng mà quý vị nói thì có cả hai tình hình này. Chỉ khi nghiệp chướng hiện tiền, oan thân trái chủ mới đến nhập vào người. Phương pháp trợ giúp nhất định phải hòa giải. Gia quyến có thể hỏi xem đối phương là từ đâu mà đến nhập hồn, nguyên nhân gì đến đây. Thông thường họ đều sẽ nói cả. Nếu như muốn trả thù thì phải giảng giải cho họ. Oán oán tương báo không bao giờ hết. Ra điều kiện với họ, ví dụ giúp họ tụng kinh, niệm Phật, hoặc là làm kinh sám Phật sự cho họ đều được. Kinh Địa Tạng, Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, hai bộ kinh này là quỷ thần thích nhất. Hứa với họ là sẽ tụng 100 lần hồi hướng cho họ. 100 lần đó là đặc biệt tụng riêng cho họ. Nếu biết được tên họ thì có thể lập bài vị cho họ. Họ đều sẽ hoan hỷ chấp nhận. Sự oán hận đó sẽ được hóa giải. Hỏi: chồng con thường có hành vi trộm cắp, ví dụ như thường mang những thức ăn sống và chín hoặc vật phẩm ở cơ quan về nhà mình. Con khuyên bảo nhiều lần vẫn không nghe, cũng rất bất lực. Con đã từng dùng danh nghĩa của sếp anh ấy để phóng sinh, hồi hướng công đức và đem thức ăn đến cúng dường các chùa để kết duyên, nhưng vẫn chưa hóa giải được.
hành vi sai lầm của chồng con. Xin hỏi, phải làm sao mới có thể khiến anh ấy quay đầu tỉnh ngộ, những việc con làm có đúng hay không? Đáp: những việc cô làm đều đúng cả. Chồng cô vẫn chưa quay đầu là do thời gian chưa đến. Cô đừng nghi ngờ, chỉ cần cứ tiếp tục làm, khi thời tiết dân duyên chín mùi thì chồng cô sẽ tỉnh ngộ. Cô phải tu bố thí, giúp đỡ người khác bằng tâm hoan hỷ, đồng thời phải hiểu rõ những đạo lý về tài bố thí, pháp bố thí và vô úy bố thí. Hỏi: có một ông chủ thường làm việc xấu, chỉ vì ông ấy là chủ nên chúng con khó mà mở miệng khuyên răn, nên ông ấy ngày càng tệ hại hơn. Nhưng con cảm thấy nếu không nói ra thì đồng nghĩa với việc cho ông ấy cơ hội để ông ấy làm việc xấu. Nhưng người khác lại nói, nếu nói ra rồi thì ông ấy sẽ càng ghét mình, sẽ càng làm tổn thương đến mình. Bây giờ phải làm sao đây ạ? Đáp: tốt nhất là cô đừng nói. Cô có thể đem băng đĩa Liễu Phàm Tứ Huấn mà chúng tôi lưu thông đưa cho ông ấy xem, để ông ấy tự mình kiểm điểm, tỉnh ngộ. Như thế là tốt nhất. Dùng phương pháp nói gần, nói xa, đừng nói thẳng với ông ấy. Nói thẳng thì e là ông ấy không dễ gì chấp nhận, sẽ bị phản tác dụng. Hỏi: tâm trạng của chúng ta buồn vui thất thường, xin hỏi đó có phải là quả báo không? Đáp: là quả báo, cũng là phiền não. Tu hành tức là phải tu sửa những hành vi sai lầm. Hỏi: trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng, xin hỏi đệ tử Phật nên tu hành như thế nào mới khiến cho vợ con, thân quyến quy y Tam Bảo, không quỷ bán Phật, dùng danh nghĩa của họ để làm công đức thì có tác dụng không? Đáp: làm công đức bằng danh nghĩa của người thân cũng sẽ có ích, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự tu hành của chính mình. Chỉ cần quý vị thực tu, làm đúng với lời dạy của Đức Phật, thì quý vị sẽ được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Tiện Thần phù hộ. Chúng ta không độ được người thân, nhưng chúng ta có lòng thành kính thì Phật Bồ Tát Thần hộ pháp sẽ đến độ họ. Làm sao để liên hệ được với Phật Bồ Tát Thần hộ pháp? Chân thành, nhất định phải vì lợi ích của người khác, không vì lợi ích của chính mình, thì sẽ cảm động chư Phật Bồ Tát, cảm động quỷ thần. Hỏi: không thể tụng chú Lăng Nghiêm bởi vì âm gốc của chú đã bị thất truyền, xin hỏi có đeo chú Lăng Nghiêm được không? Khi vào nhà vệ sinh hoặc tắm rửa thì có phải tháo ra không? Đáp: có thể đeo chú Lăng Nghiêm, đây là điều có nói đến trong Kinh Phật. Mặc dù không biết tụng chú Lăng Nghiêm, nhưng đeo trên người thì quỷ thần cũng sẽ kính trọng. Vào nhà vệ sinh hoặc tắm rửa thì nhất định phải tháo ra. Đó là sự kính trọng dành cho kinh chú. Hỏi: hiện nay có hiện tượng bán kinh bái lạy để kiếm tiền, giá cả khác nhau. Mục đích của người mua kinh là tiêu tai cầu phước, cầu bình an, cầu siêu độ vong linh. Nhưng những cư sĩ bán kinh kia đa phần đều không biết đọc kinh. Phương pháp của họ là đặt kinh trên bàn, đọc một câu tựa đề kinh và bái một lạy. Thậm chí họ còn viết những câu tựa đề kinh lên giấy vàng, giấy bạc, rồi đốt trước tượng Bồ Tát hoặc bài vị vong linh để mong đạt được hiệu quả
mà họ tưởng tượng. Làm như vậy có đúng pháp không ạ? Đáp: ở đây nói không sai. Đạt được hiệu quả mà họ tưởng tượng không phải hiệu quả thật sự. Việc này là mê tín, sẽ khiến người ta hiểu lầm nghiêm trọng về Phật giáo. Tiêu tai giải nạn, trong Phật pháp nói là tu phước, là phải xả thân mình vì người khác, thật sự giúp đỡ những người khổ nạn, giúp đỡ những người cần giúp đỡ, toàn tâm toàn ý chăm sóc họ. Làm như vậy là đúng pháp. Tụng kinh nhất định phải tự mình tụng, người khác tụng thay là chuyện vô lý. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà từ bi, nhưng cũng không thể tụng kinh thay người khác, bởi vì việc của mình thì không ai làm thay được. Cho nên tụng kinh phải tự mình tụng, phải biết y giáo phụng hành mới có hiệu quả. Hỏi: chúng sanh ma quỷ vô hình có duyên với mình kết pháp duyên, kết thiện duyên với họ, xin hỏi làm vậy có đúng không? Đáp: đúng. Đây là cách thật sự đúng đắn để giải quyết vấn đề. Đừng có sợ họ, nhất định phải trao đổi với họ, có thể thăm hỏi về tình hình của họ ở cõi ma đó, để tăng thêm sự hiểu biết của chúng ta. Họ có nhu cầu, chúng ta phải làm thế nào để giúp ích cho họ, như vậy là được. Hỏi: xin hỏi, khi không có ở nhà, mở máy niệm Phật, thì những chúng sanh vô hình có được cảm ứng không? Đáp: có. Chúng sanh vô hình sẽ nghe, cũng có thể sẽ niệm Phật theo máy. Nhà ăn ở tầng 1, tầng 2 của cư sĩ Lâm Phật giáo Singapore mỗi ngày đều mở băng đĩa giảng kinh, đó là mở cho quỷ thần nghe. Hỏi: làm sao để giúp đỡ người nhà hơi có vấn đề về thần kinh? Đáp: khuyên họ niệm Phật. Những người bị bệnh thần kinh đều là do nghiệp chướng. Bệnh tật bắt đầu từ ba nguồn gốc. Thứ nhất là bệnh tật sinh lý, đó là do ăn uống không chú ý nên sinh ra bệnh tật, có thể đi bác sĩ khám để chữa trị. Thứ hai là bệnh oan nghiệp, tức là ma quỷ ám vào người, thần trí không bình thường, thường hay nghe tiếng nói của người khác, nghe thấy người khác làm phiền đến họ. Bệnh này không thuốc nào chữa được. Trong Phật pháp, làm Phật sự, tụng kinh hồi hướng, từ từ hóa giải. Nếu như oan thân trái chủ chấp nhận và bỏ đi, thì sẽ khỏi bệnh. Trong Từ Bi Tam Muội Tụy Sám, Pháp sư Ngộ Đạt bị mọc mụn ghẻ mặt người là do quan gia đời trước đến báo thù. Tôn giả Ca Nhã Ca hóa giải cho ngài, quan thân trái chủ mới chấp nhận, bệnh của ngài cũng khỏi hẳn. Thứ ba là bệnh nghiệp chướng, nó không phải do quan gia tìm đến, cũng không phải bệnh sinh lý. Phương pháp duy nhất để chữa bệnh này là sám hối, biết rõ tội lỗi của mình, ăn năn hối cải, đoạn ác tu thiện, bệnh sẽ khỏi. Nhưng làm sao để họ biết được lỗi lầm của mình, để họ thật sự phát tâm sám hối? Cần phải có người giúp đỡ họ. Nếu như họ thật sự chịu nghe theo y giáo phụng hành, bệnh này sẽ khỏi. Hỏi: nghe ngài giới thiệu về người bản địa ở Australia sống hoàn toàn hòa nhập với tự nhiên, không cạnh tranh, không đấu tranh, có một cuộc sống vô cùng nguyên thủy và bình yên. Họ còn có phương pháp dùng tâm linh để cảm ứng và câu thông, khiến chúng con rất ngưỡng mộ, rất kính phục. Trước kia, chúng con còn lầm tưởng rằng
đó là những người lạc hậu không văn minh. Đáp, có rất nhiều người lầm tưởng như vậy. Nếu không có những người tốt bụng cùng họ sống chung hơn 4 tháng rồi quan sát chi tiết và trình bày lại cho chúng ta biết, thì chúng ta thật sự đã hiểu sai về họ. Hỏi, ở Trung Quốc, ngoài đường có rất nhiều người bị thần kinh, không có áo quần để mặc, tóc tai rất dài, còn muốn giúp họ cắt tóc, cho họ quần áo để mặc. Làm vậy có phải phan duyên không? Đáp, những việc này tôi không biết pháp luật Trung Quốc có quy định gì không. Ở Mỹ, chúng tôi gặp những người này thì không dám động đến họ, vì có thể họ sẽ ăn vạ, nói là mình xâm phạm họ, bắt mình bồi thường, rất phiền phức. Cho nên gặp những việc này, quý vị muốn giúp họ, ở Mỹ có một cách là báo cảnh sát. Cảnh sát sẽ đến xử lý, hỗ trợ họ. Còn chúng ta thì tốt nhất đừng giúp họ. Pháp luật ở Trung Quốc thì tôi không rõ. Gặp những việc này tốt nhất là để cảnh sát và cơ quan từ thiện xử lý. Họ không nhìn thấy thì chúng ta nhắn cho họ biết, hy vọng họ sẽ đứng ra giúp đỡ. Đây là cách làm đúng đắn. Hỏi, xin hỏi, bóng đè và bị mượn xác có giống nhau không? Đáp, bóng đè khác với bị mượn xác. Bóng đè là vận khí của người này suy yếu, bị ma đến quấy rầy, đè một lúc rồi đi. Mượn xác là họ có việc muốn thỉnh cầu con người, nhưng vì họ không thể nói trực tiếp với con người được, nên phải mượn thân xác con người để trao đổi liên lạc. Hỏi, khi bị bóng đè hoặc bị mượn xác mà đi tìm ngoại đạo thì có bị phá hỏng hình tượng của người học Phật không? Có thực sự giải quyết triệt để vấn đề này được không? Đáp, không được. Ngoại đạo dùng bùa chú đuổi những oan thân trái chủ đó đi. Sự oán hận của họ chưa được tiêu trừ, họ chỉ bỏ đi một thời gian. Đến khi vận khí quý vị suy yếu thì họ lại đến tìm. Việc này không kết thúc được. Ví dụ, chúng ta nợ tiền người ta, người ta đến đòi nợ. Chúng ta tìm một người có thế lực, tìm ông trùm xã hội đen đến giúp mình đuổi họ đi, họ cũng bỏ đi, nhưng nợ thì vẫn chưa trả. Đợi đến lúc trùm xã hội đen đi rồi thì họ sẽ tiếp tục đến tìm. Cho nên nợ tiền phải trả tiền, nợ mạng phải đền mạng. Đây là lẽ đương nhiên, không trốn đâu cho được. Vì thế không thể nào nhờ ngoại đạo dùng pháp thuật để giải quyết. Chúng ta phải nghiêm túc dùng Phật pháp giải quyết vấn đề hợp tình hợp lý. Hỏi, xin hỏi, làm sao để giúp người thân là một nhất xiển đề oán hận, quỷ bán tam bảo, dục vọng khống chế rất nghiêm trọng, lại không tin nhân quả luân hồi? Đáp, oan gia chỉ nên giải chứ không nên kết. Họ có tâm oán hận quý vị, quý vị không được có tâm oán hận họ. Nếu không, oan oan tương báo, đời đời kiếp kiếp không chấm dứt được. Hơn nữa, ngày càng nghiêm trọng. Quả báo này nhất định phải hiểu. Cho nên, phải thường nghe kinh. Sau khi hiểu rõ đạo lý rồi, thì có thể hóa giải oan gia. Tóm lại, tất cả nghịch cảnh hiện tiền đều phải thuận theo, rồi sẽ tiêu trừ được nghiệp chướng. Phải nghĩ là đời trước mình có lỗi với họ, ngày nay họ đối xử với mình như vậy là gieo gió gặt bão, phải chịu đựng hết tất cả. Sau này oán hận được hóa giải thì họ sẽ không dùng thái độ đó đối với quý vị nữa. Do vậy, quý vị tuyệt đối không được có một niệm sân hận.
Mỗi ngày quý vị niệm Phật, lạy Phật, cầu Tam Bảo gia trì, hồi hướng cho họ, tưởng nhớ đến điểm tốt của họ, đừng nghĩ đến điểm xấu của họ. Dùng 3 năm, 5 năm, 8 năm, 10 năm, oán hận giữa hai người sẽ được tháo gỡ. Nếu như họ không tốt với quý vị oán trách họ, đó là điều ngu si nhất. Khổ nạn của quý vị phải chịu cả đời, đến đời sau cũng phải chịu tiếp. Cho nên người thật sự có trí huệ, gặp quan gia trái chủ thì nhất định phải nghĩ cách hóa giải. Hỏi: con làm việc ở Hiệp hội Bảo vệ Động vật Hồng Kông. Công việc của con là đem cái chết êm dịu đến cho những con vật bị bệnh hoặc những con vật không được thân thiện lắm. Có lúc trong lòng thấy rất áy náy, nhưng cũng không biết làm sao mới giúp được những con vật này. Đáp: cách để giúp đỡ chúng là quy y cho chúng. Nếu như làm việc trong môi trường thường xuyên giết chết động vật thì hãy cho chúng quy y Tam Bảo mỗi ngày, cũng giống như chúng ta làm thời khóa buổi tối vậy. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa súc sanh. Niệm Phật hồi hướng cho chúng, dạy chúng phát tâm cầu sanh tịnh độ. Làm súc sanh là do nghiệp chướng rất nặng nề, đọa vào cõi súc sanh. Khuyên chúng niệm Phật cầu sanh tịnh độ như thế rất tốt. Chúng có tánh linh, quý vị thành tâm thành ý câu thông với chúng thì chúng sẽ hiểu, chúng sẽ nghe theo. Hỏi: em trai con bây giờ vẫn còn rất si mê Pháp Luân Công. Con đã nhiều lần khuyên bảo và đưa cho nó những quyển sách như Phật Pháp và Cuộc Đời, Thái Tượng Cảm Ứng Thiên, nhưng nó không quan tâm. Xin hỏi phải làm sao đây? Đáp: đây tức là ai vào trước thì người đó làm chủ, chấp trước cực đoan. Có thể nào giúp những người này quay đầu được không? Câu trả lời là chắc chắn, nhưng phải có trí huệ, có phương pháp, có sự kiên nhẫn. Họ có lòng tự trọng, đa phần đều bướng bỉnh, hiếu thắng. Quý vị phải khéo léo nghĩ cách gián tiếp dẫn dắt họ quay đầu. Chúng tôi cũng gặp một vài trường hợp, những người theo Pháp Luân Công sau đó quay đầu cũng rất nhiều. Quay đầu rồi đều rất là tốt. Cho nên phải tôn trọng lòng tự trọng của họ, từ từ thay đổi. Có những đồng tu có trí huệ, ngày nào ở nhà cũng nghe băng đĩa giảng kinh, người nhà không quan tâm đến, nhưng quý vị ở đó nghe, họ cũng ở bên cạnh nghe theo. Ban đầu vì sĩ diện nên họ chưa dám nói. Mình phải thay đổi, mình phải học theo. Đợi đến khi cơ duyên chín mùi, tự nhiên họ sẽ tỏ thái độ. Cho nên có rất nhiều phương pháp cho chúng ta tham khảo học tập. Phải có sự kiên nhẫn, từ từ giúp đỡ họ. Người thân luôn có tình cảm thân tình. Tôi tin là với tâm chân thành, tâm thiện lành, giúp đỡ họ thì họ sẽ quay đầu. Hỏi: xin hỏi làm sao để giúp đỡ những người thân thường quỷ bán Tam Bảo, không tin nhân quả báo ứng? Đáp: việc này phải có trí huệ, sự kiên nhẫn. Bản thân mình phải là một tấm gương tu hành mẫu mực, để người nhà cảm nhận được rõ ràng trước và sau khi học Phật chúng ta đã rất khác biệt. Tự nhiên họ sẽ tán thán, sẽ được cảm hóa.
Nói cách khác, thân nhân quyến thuộc còn quỷ bán tam bảo, không tin nhân quả, còn sỉ nhục quý vị, nói xấu quý vị, chứng tỏ công phu tu hành của quý vị vẫn chưa đủ, đức hạnh vẫn chưa thể cảm hóa được. Trước kia, trong liêu phòng của Đại sư Ấn Quang có ruồi, muỗi, bọ chét. Thị giả muốn quét dọn những con vật đó đi. Đại sư Ấn Quang đã ngăn lại và nói chúng là thiện tri thức của Ngài. Chúng xuất hiện ở đây chứng tỏ đức hạnh của mình vẫn chưa đủ, không thể cảm hóa chúng. Từ năm 70 tuổi trở đi, nơi ở của Đại sư Ấn Quang đã không còn những loài đó nữa. Bất luận là ở đâu, nếu người khác ở thì có ruồi muỗi, nếu Đại sư Ấn Quang ở thì tất cả bọn chúng đều chuyển đi nơi khác. Ngay cả ruồi, muỗi, kiến, bọ chét cũng đều cảm hóa được, huống chi là thân nhân quyến thuộc. Chúng ta phải học theo Đại sư Ấn Quang tu hành chân chánh. Tâm chân thành sẽ cảm động được người khác, nhất định không được oán trách, không được bất mãn. Chúng ta xem tất cả mọi người là cha mẹ của mình, là Phật Bồ Tát, dùng tâm cung kính nhất, thanh tịnh nhất, tôn kính nhất để đối với họ. Lâu ngày chắc chắn sẽ cảm hóa được họ. Hỏi: đôi khi có quỷ thần đến nhập, muốn con chuyển lời, làm việc gì đó, thậm chí con còn bị họ làm phiền, không thể nào dục công được. Xin hỏi làm sao để thoát khỏi cảnh này? Đáp: quỷ thần tỉnh thoảng đến nhập thì không sao, nếu thường xuyên đến nhập thì đúng là rất phiền phức, cần phải thương lượng với họ. Chúng ta và quỷ thần sống ở những chiều không gian khác nhau. Theo lời Phật nói, quỷ thần và con người thuộc về hai pháp giới khác nhau. Tại sao họ lại nhập vào quý vị mà không nhập vào người khác? Thứ nhất là do quý vị có duyên với họ. Thứ hai là sức khỏe quý vị chắc chắn rất là yếu ớt. Nếu như quý vị rất mạnh khỏe, dương khí sung mãn, ma quỷ nhìn thấy quý vị cũng phải tránh đi, không dám đến gần. Khi quỷ thần nhập vào, thông thường thì vận khí của quý vị rất không tốt, rất thấp, họ mới nhập vào quý vị. Nếu như họ yêu cầu chúng ta giúp đỡ, nếu chúng ta giúp được trong khả năng của mình thì cứ giúp họ. Nhưng sau khi giúp xong rồi thì hãy xin họ đừng đến làm phiền mình nữa. Trao đổi, khuyên bảo họ bằng những lời lẽ nhẹ nhàng, tử tế, họ sẽ hiểu được. Họ yêu cầu giúp họ chuyển lời, làm việc. Nếu những lời đó hoặc những việc đó mang tính tích cực, hợp tình, hợp lý, hợp pháp thì có thể giúp họ. Nếu như tiêu cực, làm những việc hại người, gạt người thì tuyệt đối không được làm. Quý vị phải từ chối một cách quyết đoán, họ sẽ bỏ đi. Khi qua lại với họ, quý vị càng sợ họ thì họ sẽ càng ức hiếp quý vị. Quý vị lợi hại hơn họ thì họ sẽ bỏ đi. Nếu như họ vẫn không chịu đi thì quý vị niệm Phật, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu Phật Bồ Tát gia trì, họ sẽ sớm bỏ đi thôi. Hỏi: con sinh ra và lớn lên ở một nơi mưu sinh bằng nghề đánh cá, sát nghiệp rất nặng. Xin hỏi làm sao kết duyên để giúp người dân nơi đây học Phật? Đáp: nhất định
phải giúp họ biết đến Phật giáo và kiểu dựng đạo lý trong Phật Pháp, đồng thời giảng giải cho họ nghe về Phật Pháp. Nếu không có người giảng giải cho họ, ở đạo tràng có lưu thông đĩa phim Liệu Phàm Tứ Huấn, có thể đem về làng chài cho họ xem phim để học Phật. Đĩa này rất có ích trong việc tiếp dẫn những người sơ cơ. Hãy bắt đầu làm từ việc này. Hỏi: tượng La Hán hoặc tượng Phật, Bồ Tát mà chỉ làm phần đầu thì có đúng với Pháp không ạ? Đáp: không đúng với Pháp. Làm tượng Phật, Bồ Tát nhất định phải làm toàn thân, đứng hoặc ngồi đều được. Vẽ hình Phật, Bồ Tát cũng phải vẽ toàn thân, không được vẽ bán thân. Bán thân là khiếm khuyết, chứ toàn diện, đó là không cung kính, cần phải chú ý. Hỏi: xin hỏi, làm sao để tăng thêm định lực trong một môi trường bận rộn? Đáp: công việc bận rộn là thân thể chúng ta đang lao động, nhưng công việc bận rộn đến đâu đi nữa, tâm vẫn thanh tịnh, không vướng bụi trần. Đó chính là định lực. Làm sao để được như vậy? Cần phải nhìn thấu, buông bỏ. Phải hiểu rằng sanh mạng chúng ta vô cùng ngắn ngủi. Thế gian này thật sự ác được vô cùng. Trong kinh có nói là ngũ trược ác thế. Quý vị thấy ác trược thì sẽ không còn lưu luyến thế gian này nữa. Đây là công phu của một người chân tu, là điều mà chúng ta bắt buộc phải học ngay trong cuộc sống thường ngày. Hỏi: chúng con dùng máy tính cá nhân, có nhiều người biết dùng nó để lên mạng tra cứu nội dung hữu ích, nhưng cũng có người không biết dùng, chỉ dùng để viết mail hoặc xem những trang web khác. Xin hỏi, làm như vậy có gây chướng ngại cho việc tu học không? Và phải xử lý thế nào? Đáp: nội dung trên mạng vô cùng phức tạp. Thực ra mà nói, những thứ tích cực rất là ít. Đa phần đều là những điều tiêu cực. Ngày nay, chúng ta dùng Internet để truyền bá Phật Pháp, để tạo điều kiện thuận lợi cho những đồng tu ở xa, không thể đến tận nơi để nghe kinh. Cho nên, mỗi buổi giảng kinh, chúng tôi đều đăng lại lên mạng. Nếu quý vị nghe những bài giảng này, thì đó là việc tích cực, thanh tịnh. Hơn 30 năm trước, Bộ Giáo dục Đài Loan có một vài viên chức đã đặt ra câu hỏi với Thầy Phương Đông Mỹ, nói về những đất nước lớn mạnh cỡ nào trên thế giới, rồi cũng có một ngày sẽ bị diệt vong. Họ lấy ví dụ là bây giờ Mỹ là nước mạnh nhất thế giới, sau này nguyên nhân đầu tiên bị vong quốc là gì? Thầy Phương trả lời: truyền hình. Sau đó thầy đã nhắc nhở chính phủ Đài Loan, nội dung chương trình truyền hình Đài Loan mặc dù không tệ hại như Mỹ, nhưng cũng đã đi theo xu hướng đó rồi. Ngày nay, tác hại của Internet đối với nhân tâm còn vượt xa so với truyền hình. Nếu như không biết cách sử dụng Internet, thì cuộc đời con người chắc chắn sẽ bị Internet hủy hoại. Internet trên toàn thế giới đều được sử dụng tự do. Quý vị muốn học sát, đạo, dâm, vọng hay muốn học nhân nghĩa, đạo đức đều do ý niệm quý vị quyết định. Thành tựu cũng do quý vị, hủy diệt cũng do quý vị. Quý vị phát tâm cứu độ tất cả chúng sanh khổ nạn cũng nhờ chính quý vị.
quý vị muốn tham gia vào việc hủy diệt thế giới cũng tại chính quý vị. Đây là một vấn đề rất nghiêm túc, nhưng ngày nay không một ai có khả năng kiểm soát được, cho nên chỉ có thể nhắc nhở các vị đồng tu, nhân quả chắc chắn là do chính mình gánh chịu. Bởi vì bây giờ là thế giới dân chủ tự do mở cửa, tư tưởng, ngôn luận không ai can thiệp được, có pháp luật thế gian bảo đảm, cho nên rốt cuộc quý vị sẽ thành thánh, thành hiền hay sẽ tạo ác, đọa lạc đều do chính suy nghĩ của quý vị. Hỏi: xin hỏi, trong nhà người học tịnh độ có thể thờ dòng chữ Om Mani Padme Hum không ạ? Đáp: Om Mani Padme Hum là lục tự đại minh chú của Quan Thế Âm Bồ Tát. Vậy chúng ta khởi tâm, động niệm, ngôn ngữ, tạo tác đều phải chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Đây là ý nghĩa của câu chú này. Nhìn từ câu chữ của câu chú, Om là thân, bao gồm pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Mani là liên hoa, Padme là giữ gìn, Hum là ý. Ý nghĩa của câu chú này vô cùng sâu sắc và tốt lành, tức là chúng ta khởi tâm động niệm đều phải giữ gìn thân tâm thanh tịnh như hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nếu quý vị thích thì cứ thờ cúng cũng không sao cả, nhưng phải hiểu ý nghĩa của câu chú, phải thường nhắc nhở bản thân mình giữ gìn thân tâm thanh tịnh, không vướng bụi trần. Hỏi: xin hỏi về cách chung sống của tứ chúng đệ tử. Đáp: Đức Phật dạy chúng ta sống với nhau phải y theo lục hòa kính. Trong lục hòa kính, điều thứ nhất là kiến hòa đồng giải. Điều này rất khó làm được. Tại sao người trước kia có thể làm được, còn người bây giờ thì không làm được? Là do nghe kinh ít quá. Nghe kinh ít thì tâm không sửa đổi được. Tâm chúng ta là tâm tam ác đạo, ngập tràn tham sân si và ích kỷ tự lợi. Chỉ cần nghe kinh là có thể khiến tâm tam ác đạo của chúng ta chuyển thành giới định huệ. Cho nên đối với những người có căn tánh trung hạ như chúng ta mà nói, phương pháp thù thắng nhất chính là nghe kinh. Không những con người cần nghe kinh, mà ngay cả quỷ thần cũng yêu cầu được nghe kinh. Huynh trưởng của cư sĩ Lâm ở Singapore vãng sanh, quan thân trái chủ của ông đã nhập vào đồng tu ở đó, yêu cầu được nghe kinh và quy y. Hơn nữa còn yêu cầu nghe kinh Địa Tạng, mong là thời gian nghe kinh có thể kéo dài thêm. Quỷ thần đến yêu cầu, chúng ta càng nghĩ càng thấy có lý. Năm xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế đã giảng kinh 49 năm, mỗi ngày giảng 8 tiếng đồng hồ, cho nên nhóm học sinh đó cũng đã nghe 49 năm. Nghe lâu như vậy thì sao mà không khai ngộ, không chứng quả cho được. Đại sư Thanh Lương khi còn tại thế đã giảng kinh Hoa Nghiêm tổng cộng 50 lần. Bộ kinh này mỗi ngày giảng 8 tiếng đồng hồ thì cũng phải giảng 1 năm mới xong. Giảng 50 lần tức là phải cần 50 năm. Những người đến nghe kinh, nghe xong lại niệm Phật, chắc chắn sẽ thành Phật. Ngày nay
nguyên nhân khó khăn của chúng ta là do không những thời gian nghe kinh ngắn ngủi, hơn nữa thời gian niệm Phật cũng không nhiều. Đa phần thời gian đều dùng để vọng tưởng, cho nên không thành công. Vì thế mà duyên của chúng ta cũng không sánh bằng người xưa. Nhưng cái duyên này, người bây giờ nói là điều kiện có thể tạo ra được. Do đó, người thật sự sáng suốt, giác ngộ, chúng ta xây dựng một đạo tràng không cần lớn lắm. 10 người thích tu, 10 người tu, 20 người thì 20 người tu, không thể để người ta vào lộn xộn được. Đây là đạo tràng chuyên tu. Phải giống như Đại sư Huệ Viễn khi xưa lập điện Phật đường ở chùa Đông Lâm, Lư Sơn. 123 người sống ở đó, không bao giờ xuống núi, ngày nào cũng tu hành chân thật, cho nên 123 người đều được vãng sanh, tất cả đều có thành tựu. Vì thế, tập hợp những người chí đồng đạo hợp, xây dựng một đạo tràng, ngày nào cũng nghe kinh niệm Phật, một ngày nghe kinh 8 tiếng, niệm Phật 8 tiếng, thời gian còn lại rất ngắn ngủi, tranh thủ nghỉ ngơi, không còn thời gian vọng tưởng. Nếu như có thể ở đạo tràng như vậy 3 năm thì chắc chắn sẽ được thành tựu, cũng không thua gì người xưa. Đạo tràng ngày xưa có 2 loại. Một là ở trên núi, đó là những đạo tràng chân tu. 2 là hạ viện, ở trong thành phố, là đạo tràng dùng để tiếp dẫn đại chúng. Trong đó có giảng đường, pháp sư trên núi mỗi tuần sẽ đến đó giảng kinh 2 ngày. Đó là để đền ơn thí chủ, cũng là để đền ơn hộ pháp. Hỏi: chúng con thường không phân biệt rõ chủ đạo và phụ đạo, thường khuyên người ta làm thiện, đến sau cùng thì lại biến thành mệnh lệnh rồi chủ đạo ép buộc người ta. Xin hỏi làm sao để không rơi vào tình hình như vậy? Đáp: phụ đạo, giúp đỡ người khác, đến sau cùng lại ra lệnh cho họ. Nguyên nhân là do cái tôi quá lớn. Một nguyên nhân khác là do tập khí phiền não, tức là ý niệm muốn kiểm soát người khác. Người học Phật nhất định phải buông bỏ ý niệm và hành vi kiểm soát người khác. Như thế mới là hành Bồ Tát Đạo. Nếu lúc nào cũng có ý muốn mãnh liệt như thế thì sẽ gây ra chướng ngại nghiêm trọng cho việc tu hành của mình, đồng thời cũng không hòa hợp với mọi người. Ý niệm và hành vi này đều không tốt, phải nên sửa đổi. Nho gia dạy người ta khiêm tốn. Chỉ có khiêm tốn mới có thể phục vụ chúng sanh, mới có thể tu bố thí cúng dường. Không biết khiêm tốn thì sẽ cống cao, ngã mạn, lúc nào cũng chỉ huy người khác, ra lệnh người khác, còn mình không hề hay biết, nhưng trong lòng người khác sẽ cực kỳ phản cảm. Như thế sẽ chướng ngại việc tu hành của chúng ta. Hỏi: cha mẹ con lớn tuổi rồi, lại có khuynh hướng bị suy giảm trí nhớ, xin hỏi làm sao để hòa giải với họ? Đáp: chính mình phải đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức hồi hướng cho họ. Hồi hướng nếu không có công đức cụ thể thì cũng vô ích. Công đức tức là mình phải y giáo phụng hành. Nữ Bà La Môn, cô gái quan mục trong kinh Địa Tạng, thật tu thật làm, thật sự có công đức. Giống như chúng ta chỉ đọc mấy câu kinh văn thì không có tác dụng gì cả.
Nữ Bà La Môn, mặc dù thời gian niệm Phật chỉ có một ngày một đêm, nhưng cô niệm đến nhất tâm bất loạn, cho nên quỷ vương gọi cô là Bồ Tát. Nếu cô không đạt được cảnh giới đó thì cô sẽ không nhìn thấy được cảnh địa ngục, từ đó có thể thấy được tâm chân thành của cô. Tâm chân thành, trong Kinh Di Đà có nói, nếu một ngày, nếu hai ngày, nếu ba ngày, cô có thể chuyển phàm thành thánh, chỉ trong một ngày, một đêm, đem công đức này hồi hướng cho mẹ cô liền được sanh lên cõi trời. Cô gái quan mục trong cảnh giới mộng, niệm Phật không gián đoạn, không có tạp niệm, nhưng cô chưa đạt được nhất tâm. Đạt được nhất tâm mới thực sự là Bồ Tát. Cho nên mẹ cô vẫn còn quay về lại nhân gian, sanh vào gia đình hạ tiện, thọ mạng chỉ có 13 tuổi, không được thù thắng như mẹ của nữ Bà La Môn. Hồi hướng cần phải có công đức thật sự, cho nên tâm phải chân thành, tuyệt đối không được có mảy may hư dối. Điều này vô cùng quan trọng. Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Chúng ta vừa thay đổi ý niệm, từ đó về sau, vì chánh pháp thường trụ, vì phổ độ chúng sanh khổ nạn, phục vụ họ, tuyệt đối không được vì mình. Công đức này sẽ rất to lớn. Nếu như vẫn còn ích kỷ tự lợi, vẫn còn tham sân si mạng, thì sẽ không có công đức, chỉ có một chút phước đức. Lục Tổ Đàn Kinh nói, việc này phước không thể cứu được, việc này là sanh tử đại sự, phước đức không cứu được. Cần phải có công đức. Công đức là do ý niệm quý vị đã chuyển đổi, hành vi của quý vị cũng đã chuyển đổi mà có được. Mẹ của cư sĩ Hồ Vãng Sanh là một ví dụ tốt. Khi còn sống, bà không biết về Phật Pháp. Sau khi chết, thân trung ấm đã học Phật. Bà niệm Phật 49 ngày không gián đoạn. Có nhiều người trợ niệm như vậy, đó là phước báo của bà. Sau khi bà mất thì có nhập vào một vị cư sĩ và nói, tại sao mọi người tốt với tôi quá vậy? Tại sao phải niệm Phật? Tại sao phải sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc? Bà đã đặt ra rất nhiều câu hỏi. Sau khi chúng ta giải thích thì bà đã nghe theo. Bà muốn được nghe Kinh Địa Tạng, nên chúng ta mở màn TV ngày đêm không dừng. Vì thế, sau khi mở Tam Thời Hệ Niệm vào ngày thứ 49, bà đã nhập vào cư sĩ để báo tin rằng bà đã vãng sanh. Hạ phẩm trung sanh rất hiếm có. Mọi người thật sự đã giúp ích được cho bà. Duyên của bà vô cùng thù thắng. Chúng ta ở Đài Loan biết đến hai ví dụ. Một là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Ngài niệm Phật 49 ngày suốt đêm ngày không gián đoạn. Tổng cộng 600 người ở Đài Loan vô tiền khoáng hậu, thực sự là hết sức thù thắng. Ngoài ra thì có mẹ của cư sĩ Hồ. Mặc dù không có nhiều người như vậy, nhưng cũng rất hiếm có. Vì thế, có tâm chân thành thì sẽ được cảm ứng. Từ kinh nghiệm này, chúng ta được biết rằng phải coi trọng việc siêu độ thân trung ấm 49 ngày sau khi người thân qua đời, không được lơ là. Nếu như lúc còn sống mà họ tin tưởng thì là tốt nhất, hiệu quả sẽ càng thù thắng. Hỏi: xin hỏi, tứ chúng làm sao để chung sống hòa hợp? Đáp: tứ chúng đồng tu
muốn chung sống hòa hợp, giúp đỡ lẫn nhau, nhất định phải khuyên nhau hướng thiện. Con người ai cũng có lỗi lầm, chính mình không biết mình có lỗi lầm, người khác nhìn thấy thì phải khuyên răn, nhưng phải khuyên răn khi không có người thứ ba. Nếu có người khác nhìn thấy thì họ sẽ bị khó xử, không những không nghe theo mà còn ôm lòng oán hận, biến thành oan gia đối đầu. Ở một nơi không có ai nhìn thấy, quý vị có lòng tốt khuyên bảo họ, mong rằng mọi việc họ đều lấy đạo tràng làm trọng, lấy Phật Pháp làm trọng. Có thể buông bỏ thành kiến, phân biệt, chấp trước thì sẽ chung sống hòa thuận. Không thể chung sống hòa thuận với người khác thì không có nguyên nhân gì khác ngoài việc bám lấy sự chấp trước của mình. Không chịu nhường nhịn nên mới xảy ra xung đột, khiến mọi người không vui. Mỗi người nhường một bước, lui một bước thì biển rộng trời cao. Tôi đã từng giảng về lễ nhường, nhường nhịn, khiêm nhường. Thánh nhân thế gian và xuất thế gian sở dĩ có thể trở thành thánh nhân, sở dĩ có thể thành tựu, không có gì khác, chỉ vì các ngài biết nhường. Nhường chắc chắn sẽ không thiệt thòi, chắc chắn sẽ được hời to, thật sự có được lợi ích lớn. Người không chịu nhường nhịn thì sau cùng sẽ thiệt thòi. Những đạo lý và chân tướng sự thật này chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng. Những người có thành tựu trong quá khứ, hiện tại, chúng ta quan sát cho kỹ, không có ai mà không khiêm tốn, đều nhường nhịn cả. Thì người nào không chịu nhường nhịn thì thành tích rất có hạn, cho dù có phước báo thì thành tựu cũng không lớn. Hỏi: trong nhà có hình của bạn bè người thân trưởng bối đã quá cố, xin hỏi nên xử lý thế nào? Đáp: giữ lại hình ảnh chứng tỏ mình nhớ đến người quá cố, thường nhớ đến điều tốt đẹp của họ, đó đều là nuôi dưỡng tâm tánh hồn hậu của mình, nuôi dưỡng tình thương của mình. Mỗi lần chúng ta niệm Phật, tụng kinh đều có thể hồi hướng cho họ. Hồi hướng trong tâm là được rồi, không câu nệ hình thức. Chỉ cần quý vị nghĩ đến thì họ sẽ được cảm ứng. Hỏi: xin hỏi những kinh văn mình chép lại phải nên xử lý thế nào mới đúng pháp? Đáp: việc này phải xem giá trị của chúng. Nếu như chép rất là đẹp, rất ngay ngắn, kinh sách cũng có thể trở thành vật phẩm nghệ thuật để thờ cúng, trong nhà sưu tập cũng được, tặng cho chùa chiền hoặc thư viện cũng đều rất tốt. Nếu như chép không được ngay ngắn cho lắm, hoặc là dùng bút chì, bút máy để chép, thì tự mình sưu tập để làm kỷ niệm cũng được. Hỏi: khi còn trẻ đã làm những việc đáng xấu hổ, vì thế đã từng tự tử mà không thành. Sau khi học Phật thì nghi ngờ đủ thứ, luôn cảm thấy người khác đang chỉ trích sau lưng mình, hổ thẹn vô cùng. Nghĩ đến những việc này thì không cách nào niệm Phật được, cuộc sống vô cùng ức chế. Xin hỏi phải làm sao đây? Đáp: theo sự trình bày của quý vị, đây thực sự là ma chướng, cần phải có thiện tri thức dẫn dắt để giải tỏa hết mọi khúc mắc trong lòng. Ở nước ngoài, nếu gặp phải chuyện này thì có thể đến tìm bác sĩ tâm lý. Ở Mỹ có thể dùng thuật thôi miên để hóa giải khúc mắc. Quá khứ, hiện tại chúng ta gặp duyên khác nhau. Nếu như biết rõ mọi sự trước sau thì khúc mắc này sẽ được tháo gỡ.
Tất nhiên, Phật Pháp còn cao minh và thấu triệt hơn cả những bác sĩ tâm lý này. Nhưng nếu không gặp được thiện tri thức thì khá là khó khăn. Phật Pháp nói những tội lỗi cực kỳ nghiêm trọng như ngũ nghịch thập ác đều có thể sám hối. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói vua A Xà Thế giết cha hại mẹ, bắt tay với Đề Bà Đạt Đa để phá hoại tăng đoàn. Ngũ nghịch thập ác không gì không phạm. Vua A Xà Thế đến lúc lâm chung thì thành tâm sám hối, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, cuối cùng cũng được vãng sanh. Phẩm vị là tượng phẩm trung sanh. Qua tấm gương này, chúng ta thật sự hiểu được rằng công đức sám hối là bất khả tư nghị.